ngon. Em nguyên bao nhiêu luôn cả? Cho lại đó đi. Nguyên bao luôn. Em có bán đổ đi rồi. Giác cái đẳng tiên. Chúng ta cần đó. Đậu. Đứng từ từ. Đổ đây nè, đổ đây đại gì luôn. Không có gì chạy rồi nè. Đây, 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 đi cho xin cái bao này đổ đây nè. Mấy người này không có lửa nè. Đổ đây cho lửa. Mấy người này không có lửa cho nó lửa đây. Nói hại vậy sao đổ chỗ. Đây đi, mở miệng ra là để đây. Dê dắt. À. Đầy đủ đó, mấy người đó được rồi, mấy người này em có. 1, 2, 3 một làng cho có xe đồ cũ á cả nhà ơi. Đổ ra đi cho ngửa ngoài ra nhà. Đổ ra đi, đổ ra đi. Cái tình trạng cũng không nhưng mà lần nào cũng không thấy cảnh chị thấy đi đổ thử cũng vậy. Chính vậy luôn. Chỗ người ta cần người ta mới nhận. Ấy sư huynh nói sao mà một thùng mì không lấy. Ừ. Lấy tỏi 4 mua đồ. Vậy luôn. Trời. Đó bà con ơi ở đây người ta cần đồ cũng quá tay. Người ta nói là mì ăn hết đồ còn quặng. Vậy luôn ha. Vậy là chiến chứ mình bớt những cái bằng quà nào nặng nặng lại đi mình chế độ không đi. Thầy bàn không. Mì với gạo thôi. Ừ, tiếp cho mình cần ra đi. Lên xe đi tiếp tục điểm thứ hai cả nhà. Giờ là tiếp tục hành trình điểm thứ hai cả nhà ơi. Tôi có xe khác rồi. Ông đi xe nào? Đi xe kia rồi. Có xe vật tư ước hả? Ừ. Sư có xe hả sư? Là quý bạn đã xem được nhau làm phước cỡ làm hiền nhân thì hôm nay là đoàn từ thiện Phật giáo Hảo Quan Hỷ được trở về đến vùng Gia Lai để phát cho những bà con nghèo quý vị vùng cao thì đoàn được mạnh dễ lắm để đem đến trong phần quà nho nhỏ của bà con không đợi phần nào xin quý vị là Lê Trang xin đây mặt đoàn kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc đạo quả viên dung và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn nơi đạo Phật. Nhiều đó là 150 cái luôn ha chị ba. Sao thấy nhiều vậy? Cùng phát thì có dùng đó cùng phát đó cái nội viên như đem xe lại. Nếu 10 củ cải muối ở lưng thì đủ. Nhiêu bao? 10 bao là đủ đó. Vô lên cái của cái muối á.
Đồ quần áo nãy đem xuống rồi, 15 bao. Đổ ra cho người ta lo sửa. Đổ giờ đổ đâu? Ngồi đi, ngồi đi, mình đổ. Đi cái này mới đổ được. Bà con nhận quà rồi thôi, ở lại lựa đồ đi. Cái nhận quà về là còn đổ đồ ra tạm không đợi. Chưa làm kịp. Quần áo chỉ là lụm lấy thôi, mình lựa sẵn, buộc sẵn rồi, cái bộ chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tình đồ lâm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân cứ đầy của người cùng thế. Mau bất tình tố ân kẹt trẻ đến tội rồi, mời ngói muôn màng chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, nên lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương. Chư Phật đời chờ nhìn tu thân thiện tính hận hờ, chừng qua đến e cho có tranh. Môn tình đồ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giang rước đưa xanh chung. Trong một nước nhân tài thương dùng, kẻ tu hành đa phương thì nên quyền trao thần tánh hành cho bền, niềm ơn nghe toán đền dứt nợ. Áo xem ta tay phương mua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ràng tu cho quỷ kiếp thần căn, được tâm phát bồ đề dần chắc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tình đồ lâm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân cứ đầy của người cùng thế.
mau bất tình câu ăn kéo kề đến tôi rồi mời ngói muôn màng chỉ cho bằng ta sớm lo toan dình với luật nghe kinh trồng Phật nên lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chớ Phật đời chờ việc tu thân thiện tính hằng hào chẳng qua đến e cho khó tranh môn tình đồ là phương cứu cánh ràng phụng hành kéo phụ Phật xưa lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông huyền giang rước đưa xanh chung trong một nước nhân tài hữu dùng kẻ tu hành đa phương thì nên quyền trao thân tánh hành cho bền niềm ơn nghe toán đền dưng nào áo xem ta tay phương vô nợ chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ràng tu cho quy tiết thân căn được tâm phát bồ đề dần chắc Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Dạ kìa. Đọc bài gì vậy? Đọc bài gì vậy? Tôi không đọc. Tôi không đọc được. Em càng tin đó. Dạ. Dạ. Mày đọc theo rồi. Không, cái này em đọc qua quyển 5, còn này quyển 4 của chị nãy giờ nè. Nãy đọc cái nào quên. Để bây giờ lấy cái đổi trên nào xuống đi. Dạ. Để được cài cái này cho mấy rồi về cái gì anh đâu chào này là chẳng hiểu đâu mãi còn lâu quá thôi đó giàu nghèo đó cũng mà chẳng lập tháng đông dân quân giữ tâm thành mà phú quý quên đâu dường dục ráng kiếm cho ta
làm tiếng lắm tội người đời phải được lòng trong biển hồng trần sớm gọi cho công ngài lập hội mới mong trở lại chớ bằng tiền quyên dân mà đừng ngại niềm cho ta trở lại ngay Thank you.
kẻ nhất gia thường mà tâm mà ba cái này em người làm thế cho mình này sau này lắm nỗi tội tình phao danh chúng chẳng lo tài của bệnh nông dân. Đi ba em vô muối đủ cho hết 20 bao. Em nói chứ sao là cho đồ đi bỏ vô mua muối bỏ lại 4 bao. Muối cắn muối rồi. Chẳng luôn dương trần nên ra đời dạy dỗ âm thần khuyên ba tánh giảng dân liệu lây khổ giới tháng ngày nay là có mấy sợ mai sao dòm thấy bay hồn chờ ta gian còn hiểu ta chỉ còn cảnh thân máu muối thương thai trần dân ấy bây giờ nào biết giờ nhìn xem ở tìm mới thương Nam Mô A Di Đà nhìn cuộc thế bọn bề sống dày cửa thì ngôn còn hơi quá thêm nước xứ xa tạm chiếc dưới đèn tỏ tâm sự của người liêu đàn Yeah.
Yeah.
Cái này nó có tỉnh đó, nó kê chảnh chảnh lọc. Tỉnh tỉnh rồi. Tài xế giờ ra đây khổ quá, khổ rồi. Liên cho được ngày hai con tè tài xế cũng không sáng mà. Thôi giờ lên dậy rồi tài xế ơi.